thanh niên cầm súng cướp ngân hàng tại Đồng Nai. Suốt đêm qua và rạng sáng nay, các mũi trinh sát công an vẫn đang lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng nổ súng cướp ngân hàng 500 triệu đồng ở phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa. Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vẫn chưa bắt được đối tượng cướp ngân hàng. Phía công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cướp vào chiều tối ngày 8 tháng 9. Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an thành phố Biên Hòa, công an huyện Long Thành trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường đối tượng tháo chạy để lần theo dấu vết. Bước đầu nhận dạng qua các camera, đối tượng mặc quần dài đen, áo khoác đen, giày đen, nón bảo hiểm đen che kín mặt. Đối tượng hơi thọt chân phải, khả năng thuận tay trái, phương tiện xe số, khả năng Sirius che biển số, mang theo súng ngắn. Trước đó vào khoảng 15 giờ chiều, khi người dân đang đến giao dịch tại ngân hàng này, thì một nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đi bộ vào khu vực quầy giao dịch. Tại đây, đối tượng giơ súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên và xông vào quầy lấy tiền. Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chạy bộ qua bên kia đường quốc lộ 51 để lấy xe máy tẩu thoát hướng về tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Tùng, người dân có mặt tại hiện trường cho biết, do đối tượng có sử dụng súng nên khi phát hiện sự việc, nhiều người đã hoảng loạn bỏ chạy. Một số nhân viên và người dân có mặt cũng không dám tiếp cận gần đối tượng. Khi đối tượng chạy bộ qua bên kia quốc lộ 51, một số người đuổi theo nhưng đối tượng nhanh chóng lấy xe tẩu thoát. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Phát hiện người đàn ông nổi trên mặt hồ. Mới đây, Công an huyện Trảng Bom cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết dưới hồ nước trung tâm thị trấn Trảng Bom. Hơn 6 giờ sáng cùng ngày, người dân tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên mặt nước hồ. Nhận tin báo, Công an thị trấn Trảng Bom đã đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân đi giày thể thao, mặc quần jean, áo khoác tối màu, trên người không có tài sản. Bước đầu xác định, nạn nhân tên TM, 33 tuổi, trú tại khu phố 2, thị trấn Trảng Bom. Theo người nhà, anh M bỏ nhà đi cách đây 2 ngày vì liên quan chuyện nợ nần vay tiền qua app và bị đòi nợ trước đó. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Từ đây, mọi người nên tránh xa những app cho vay tiền trên mạng nhé. Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng Internet có hơn 10.000 người bị hại. Vừa qua, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, trưởng Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với hơn 10.000 người bị hại. Hai bị can bị khởi tố là Lại Thị Ngọc Trang, sinh năm 1991 và anh Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Trang là đối tượng cầm đầu, đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Đối tượng Trường đã bị lực lượng chức năng tạm giam. Cuối tháng 4 năm 2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị LTT, sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng. Theo đơn trình bày, ngày 15 tháng 3 năm 2022, trong lúc chị T đang buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung, tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có bị một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tin lời, chị T ngỏ ý vay số tiền là 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện nhiều lần yêu cầu chị T chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản, nếu không sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T đã chuyển khoản các đối tượng là gần 43 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang trú tại căn nhà 4 tầng ở số 62 đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân T là Lại Thị Ngọc Trang, đối tượng cầm đầu và Nguyễn Văn Trường. Điều tra khai thác bước đầu cho thấy, đối tượng Trang đã thuê nhà và lập công ty mang tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh Đầu tư Hưng Thịnh. Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương pháp lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo của công ty là mua thông tin của các khách hàng, phân công nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, các đối tượng đề nghị nạn nhân nộp trước các khoản tiền, chi phí để chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10 năm 2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số nạn nhân ước tính trên 10.000 người ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Sự việc này như một bài học đối với tất cả mọi người để bảo vệ tài sản của mình khỏi những kẻ lừa đảo qua mạng. Đánh người dã man vì tiếng huýt sáo. Mới đây, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang điều tra làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ án về tội giết người. Trước đó, Lâm Văn Học sinh năm 1998, Lý Văn Nhất sinh năm 1992 và Lý Văn Sảng sinh năm 1991 cùng trú tại xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, uống bia tại thôn Xé Mòng, xã Sa Lý. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, khi nhậu xong, Học ra đứng vỉa hè chờ bạn thanh toán tiền để đi về thì Lục Văn Mạnh sinh năm 1998 và Chu Văn Dũng sinh năm 1999 cùng trú tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, điều khiển xe máy ngang qua có huýt sáo và hú hét. Thấy vậy, cả ba đối tượng trên lấy xe mô tô truy đuổi để đánh Mạnh và Dũng. Đến thôn Trạm, xã Sa Lý, Mạnh và Dũng bỏ xe máy lại, chạy trốn nên nhóm Học lấy một chiếc tua vít, Sảng lấy một con dao đợi Mạnh và Dũng quay lại lấy xe mô tô thì đánh. Trong khi đó, Vi Văn Tuấn sinh năm 1997 và Lục Văn Hồng sinh năm 2000, trú tại thôn Bèo, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, trước đó đi cùng với nhóm Mạnh và Dũng khi không thấy bạn đi theo sau nên quay xe lại để tìm. Khi đến khu vực cầu Suối Luồng thuộc thôn Trạm, xã Sa Lý, bất ngờ Sảng, Học và Nhất chặn đường đánh. Hậu quả khiến đầu tô vít cắm dính tại thái dương trái của Hồng gây thương tích nặng. Sau quá trình xác minh điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Học, Nhất và Sảng về tội giết người. Không nên uống rượu bia quá nhiều dẫn đến không kiểm soát được chính bản thân mình, gây ra những sự việc không thể cứu vãn. Thầy giáo lên tiếng sau khi dùng mũ bảo hiểm đánh học sinh tại trường. Mới đây, bà Lê Thị Thanh Vân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Đắk Lắk, cho biết giáo viên Lê Văn Tú, 43 tuổi, đã viết thư xin lỗi sau vụ việc đánh học sinh. Nội dung thư của ông Tú có đoạn: "Tôi viết thư này nhằm để gửi lời xin lỗi tận đáy lòng tới gia đình phụ huynh, lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể giáo viên ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk. Với tính cách luôn mong muốn cầu toàn cho tất cả học sinh lớp tôi đang chủ nhiệm, nhưng một phút nóng giận không kiềm chế được nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Nhìn thẳng vào sự việc, tôi đã vi phạm đạo đức nhà giáo nên đã đến nhà phụ huynh gửi lời xin lỗi." Tuy vậy, bà Lê Thị Thanh Vân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hùng Vương cho biết: "Sau vụ việc nói trên, chúng tôi đã ngay lập tức xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy Tú tạm dừng đứng lớp dạy học để yêu cầu viết bảng tường trình và tiếp tục xử lý theo quy định. Thông tin cụ thể sẽ thông báo sau." Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại một cảnh thầy giáo ở Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Karong Ara, tỉnh Đắk Lắk đã dùng thước gỗ đánh 4 cái vào người một nam học sinh. Thầy giáo này sau đó còn tiếp tục dùng thước đánh 3 cái và dùng mũ bảo hiểm đánh 1 cái vào người nam sinh đứng bên cạnh. Sự việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường và có rất nhiều em học sinh chứng kiến. Sau khi đăng tải, clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người làm nhà giáo nên nhận biết việc làm của mình trong mọi hoàn cảnh để giữ được một thái độ đúng mực với học sinh.